tôi chào dâu. Con chào cô tươi. À, dâu ơi, bố của dâu tên là gì hả dâu? Bố. Bố Trung. Mẹ. Mẹ Phương. Chị. Chị Chu. Chị Chu đi học rồi đúng không? Dâu ơi, màu gì đây dâu? À, màu vàng. Màu gì đây con? Đỏ. À, đỏ. Màu gì đây ạ? À? Đỏ. Đây cơ mà, đây cơ mà. Xanh. Xanh, đúng rồi, yeah. Dâu chỉ cho cô màu đỏ đâu. Đúng rồi, màu xanh đâu con? Màu xanh đâu? Đỏ. Con chỉ cho cô màu xanh. Xanh. Xanh đây, đúng rồi. Màu vàng đâu con? Vàng, vàng, vàng đâu nhở? Màu vàng. Dâu ơi, màu vàng. Dâu, dâu nói nào. Dâu ơi, dâu chỉ cho cô tươi quả chuối đâu? Đúng rồi, đây là quả gì con? À, quả nho. Đây là quả gì ạ? À, xoài. Thế đây là quả gì con? À, quả cam. Đây là quả gì nhở? Apple là quả gì? Táo. À, giỏi quá, yeah. Đây nào. Thế con đây là quả gì ạ? À? Quả dưa hấu. Dưa hấu. Đúng rồi, yeah. Dâu ơi, dâu chỉ cho cô tươi ô tô đâu nhỉ? Cô. Ô tô. Rồi thế xích lô đâu? Xích lô, xích lô, xích lô. Con nhìn kỹ lại nào. Xích lô đâu? Xích lô. Đây, xích lô đây. Xích lô. Thế cần cẩu đâu nhở? Cẩu đâu? Cần cẩu đâu? Cần cẩu đâu? Cần cẩu. Đúng rồi thế. Xe cứu hỏa đâu? Xe cứu hỏa. Giỏi quá. Thế tàu thủy đâu con? Tàu thủy, tàu thủy. Tàu thủy đâu nhở? Đâu con nhìn lại nào, tàu thủy đâu? Đây ạ, à, tàu thủy đây. Tàu thủy. Tàu thủy. Yeah. Yeah, cười xinh nào.